Chào quý vị và các bạn trên channel Ngọc Bích Movie của mình nha. Mình đi nấu rồi, bây giờ mình mới chực nhớ ra đó. Bây giờ mình sẽ đi lục lại dưới thùng rác đây. Đó là mình mua cái này có hai miếng ở trong, nó là tuna nha. Mà của mình tưởng mình ỷ y, mình không có coi. Bây giờ lật ra phía sau này, mọi người cùng coi, đây là sản phẩm của Việt Nam nha. Thì bây giờ chút nữa ăn thử nó ra như thế nào. Ngày thì cũng vẫn chưa hết hạn nha. Đây, mình khúc ở phía trên rồi. Còn ở chi trong kia là cá, cùng mình cũng chiên cá nha. Mình sẽ trở lại, nó kêu là tuna steak. Đó. Hai miếng này mà hình như là 7-8 đồng gì đó. Để coi. Mình không có để ý. Thì chút nữa ăn thử nó coi như thế nào nha. Để cá nó được chín mình để lửa riêu thôi, tại vì bếp ga nó rất là nóng. Để lửa riêu thôi. Hôm nay mình cút cái cá để ăn ha. Rồi chút nữa mình ăn là mình sẽ quay tiếp nha. Ngày xưa thì nó không có nước tương gì á, giờ nó có nước tương nước mắm đầy đủ hết mọi người ơi. Đừng nói ở Mỹ không nước tương nước mắm mà ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cơm để mình ăn cơm nè, ăn thử miếng cá đó như thế nào nha. Đây là mình ăn cơm làm phim thôi, thành ra mình không có cần ăn nhiều. Giờ mình lấy cơm mới đã. Đây, rồi mình làm cái well done luôn rồi. Mình không có ăn cái rare được, mà cũng không có ăn cái medium được. Thế là bây giờ là mình đậy lại chín rồi. Mình cắt một miếng. Rồi mình sẽ lại bạn ăn thử cho mọi người coi nha. Rồi, mình đi ăn cơm nào. Giờ mình thử miếng cơm trước nha. Coi nó có ngon không, chấm miếng nước tương. Nước tương dầm ớt. Bây giờ đây là cá chiên, cái này là Pacific White Cod, tức là cá gì mà của Pacific mà nó cá trắng mà nó bắt gọi là hoang dã đó. Gọi là cá biển thôi. Ai thử nha. Cũng ngon quá, không có tanh. Mình lâu ngày rồi. Giống như mình không có quen ăn cá nữa rồi. Nên ăn phải hỏng tanh mới được, còn cá ăn tanh là ăn không được. Được. 21 kiếm loại này mua cũng được. Hỏng tanh. Có cá chiên đó Vinh. Rồi mình sẽ thử. Mà cút chín luôn rồi đó chứ mà không có để sống đâu nha. Mà làm chín luôn đó. Đây là miếng cá tuna chứ không phải salmon. Tuna cá Việt Nam, cái dịch là cái gì ta? Cá ngừ hả? Cái gì? Cũng được. Nó tanh. Bỏ hành quá trời luôn. Ok. Good. Mở nhầm cũng ăn nào. Hôm nay mình mới lên mạng trở lại, tại vì mấy bữa ra cũng hơi bận nha. Sắp Tết rồi bận. Bye bye. Hôm nay là nó sắp Tết, mọi người tưởng là Tết Việt Nam, Tết Tây á. Sắp 1 tay rồi, bữa nay là 27 tay hay 28 tay rồi. Ok, bye bye.